Chào cả nhà, hôm nay ngày 21 tháng 6, quên 22 tháng 6 mà mọi người đến với phiên ngang sáng nay. Em tiếp tục quay lại cái bông bệt thắp bay này cho mọi người ngắm nha. Bông này nó cứ nở lai ra, nó nở mãi à. Đó, cứ 2-3 ngày nó nở một lần, lại có hoa ngắm. Như bông hoa này là nở lâu rồi nè, cánh cụt rồi. Nhưng mà màu hoa vẫn giữ được cái vẻ rất là tươi nha. Đó, màu hoa cực kỳ là tươi. Rồi, ở đó các cái hoa nở trước, còn bông này là bông mới hé sáng nay này. Thấy mọi người thấy không? Đó, cứ bắt chọn đúng cái thời điểm năm mới hé sáng nay thì mới thấy được là nó bay hay là không bay đấy. Vào mùa mưa mà, trên em mùa mưa thì mọi người biết rồi, hoa nở như thế là đạt rồi, cánh sáp dày bóng. Bông này cũng nở lâu rồi nè, nhưng mà cái độ đậm, độ bệt, độ nhung thì nói chung là vẫn giữ được cái sắc nha. Đó, vẫn giữ được cái sắc rất là ổn. Em tiếp tục vẫn bán kỳ như cũ nha. Đấy, cây như cũ là 150 một cây nha mọi người, 150 một cây. Cái đoạn này thì nó có được nhiều mắt ngủ rồi nè, mọi người chốt 150 thì cắt được cho mọi người thêm 2-3 mắt ngủ nữa đấy. Đó, cái cây này 150 để 4-5 ngày bây giờ nó lại ra rễ rồi, cỡ rễ này thì cắt được rồi, gỡ được rồi, với lại thêm được cái đoạn mắt ngủ cũng được, cho nên là về cây khỏe nha, không sao hết. Đó, đây là cây bệt tháp bay nha mọi người, 150 cây. Còn bên này là em có cái cây bệt này nha. À, cái bệt này nó hơi bị trắng đầu lưỡi tí à, thì cái này là bệt luôn đấy chứ không phải là lưỡi đỏ đâu, vì nó rất là đậm, với lại một số bông hoa nó nở ở đây nó cũng bị trắng đầu lưỡi như vậy bình thường. Nhiều khi cây tít lịch hỏa này rồi các cái cây vỏ tòng này, nó nở nó vẫn bị như này mọi người, chứ không phải là nó bệt hết tòng phần đâu. Nó tùy theo cái sắc tố điều kiện. Sau khi cắt xong thì em có những cái thành phẩm như thế này nha mọi người. Thứ nhất là mầm gốc nè, mầm gốc thì lá lên rất là đẹp luôn. Đó, cái này là rêu nó mọc nè, rêu nó mọc, còn gốc là nó ẩn sâu dưới này nè, thì về có khả năng là mọi người trồng thì nó sẽ phát những cái mầm gốc dưới này nữa đó. Bởi vì em cắt thì sát gốc rồi, còn không thì chúng ta nuôi mầm gốc này nè, với lại trên này còn hai cái đoạn khúc mắc này nữa này, chưa có hoa đâu. Mầm gốc thì này thì giá là 200 nha. Đây, mầm gốc thì 200 nè, cây lá rất là đẹp đó, lá nhựa dày bóng luôn mà thân rất là khỏe. Rồi sang cái loại mà hai kỳ này nè, hai kỳ này là 200. Đây, nguyên khúc mắc ngủ cái thân dài này thì 200. Thì các bác mua thì em sẽ cắt đôi em gửi nha, cho cái thùng nó ngắn lại cho mình dễ vận chuyển nha. Đó, đây, trên này có kỳ nè, rồi trên đầu này có kỳ nữa nè. Đó, còn bác nào mua 100 thì em sẽ cắt đôi ra. Đó, khúc nguyên này thì 200. Rồi, khúc này cũng 200 nè, nó có hai kỳ nè. Đó, 200 hai kỳ. Khúc này nó có nụ luôn nè mọi người. Đó, nụ luôn nha. Hai kỳ nó đều ra nụ hết, thậm chí nó lên mầm gốc nữa nè. Rồi, khúc này thì cũng 200 nè. Đó, 200 nè, đều bắt đầu bấn nụ sân kỳ hết rồi đó. Còn bác nào mua 100 thì em cắt ra rồi, thì đó là khúc 200. Rồi qua bên này là khúc 100 nè. Đấy, khúc 100 nè, thì mọi người thấy là nó sân được một kỳ thôi này, và trên này là cũng là mắt à, đa số mắt thì nó đều có hoa rồi nha. Mắt trên đầu ngọn này thì có hoa rồi nè, còn mắt dưới gốc này thì còn được tầm 5 mắt á. Đấy, khúc này cũng như thế nè, đó khúc này cũng vậy luôn, 100. À quên, cái này là 150 chứ, đây là 150 nha. Đó, nguyên khúc dài này là 150. À, khúc nụ này cũng 150 luôn nè. Đấy, khúc mắc nụ này là 150 luôn nè. Rồi, và cái khúc này có hoa rồi là 100 nha. Đây, khúc có hoa rồi 100 nè, một khúc nè. Tức là dưới này mình được cỡ cũng gần chục mắc nữa, là 7-8 mắc nè đó. Đó, hoa cũng rất là đậm nha. Đấy, 100 nè. À, hai cái này 100 đi, hai cái này 100 nè. Đó, hai cái này 100 và hoa này cũng 100 luôn. Đó nha. Đó là loại 200 và 150. Đấy, 100 này, 100 này, 100 này, hai khúc hoa là như nhau hết. Em bán cái cây sọc này nha mọi người, 300. Đó, cây sọc này. Lá kẻ này. Đó, sọc lên đầu lá rồi có biên lá nữa đó. Sọc nhạt nhạt này nè, 300 nha. Cắt tới đây mọi người. Nha, cắt tới đây 300. Và cái số 2 là mầm gốc này. Ở mầm gốc này thì cũng bao là 300 luôn. Nó cũng lên sọc rồi mà sọc sớm á, kiểu sọc kẻ đầu ngọn như này nha. Đó, đây, sọc mờ thôi không rõ đâu, nên là bán 300 thôi. Bán nào lấy nguyên khúc thì 500 nhé. Nguyên khúc 2 kỳ thì 500, còn một khúc thì 300. Đó, cây sọc này. Cây này là cây ám Hà Nam nha, mặt hoa siêu đẹp. Cây này thì cái thân dài này em có 3 mắt ngủ nha. Thân dài này thì 100.000 là 5 mắt, 100.000 5 mắt, tức là 20.000 một mắt. Các bác thích mua mấy mắt thì mua nha. Cây này là một trong những cây thân thủ, thân lá rất là tuyệt vời, mặt hoa cũng cực kỳ là đẹp, mặt hoa rất là đẹp luôn. Đây là hoa nở qua các lần thì nó đều đẹp nha. Đấy, đều đẹp như vậy hết. Đó, đây.
Đây, có những khúc này thì kỳ nó bắt đầu bấn bấn lên rồi như thế này nè, mắt thức nè. Mắt thức thì bán là 50 nghìn một mắt nha. Cái này 50, còn mắt ngủ thì 20. Đó, mắt ngủ 20. Mắt to mọc đẹp hết. Còn nguyên cái mông gốc thì 500 một mầm. Đây là mông gốc nha. Đó, mông gốc nè, 500 một mầm. Mông gốc này thì nó nằm ở trong chậu hai thân thôi. Đó. Ví dụ như bán nào mua chậu này thì 500 này. Chậu này một mông gốc này thì 500 này. Đó, một mông gốc này thì 500. Còn cái gốc này thì em cắt lại để em bán mất ngủ rồi nha. Còn lấy nguyên cả chậu thì 1 triệu đấy. Đó, lấy nguyên cả chậu 1 triệu. Lời được một cái cây này. Với dưới này được một cái gốc nó đã bị gãy này nữa nha. Đó, thì đó là cây này. Cây ám hành nam này. Đó, em còn hai cây thôi. Tối bán vậy mà khách cũng chốt hết rồi. Được hai cây lớn này. Còn đúng hai cây lớn. HO 50.000 một cây nhá. 50.000 cây nhỏ chậu hết. Đó. Cây cỡ tầm 5 sen nha mọi người, 50.000 một cây. Cây đôi này là 100, cây đôi này 100 nè. Đó, bán nào mà mua hai hai chậu thì là 150. Hai tức là mua hai hai chậu này thì em nhổ hết á là 150 là được 4 cây đó. 150 là 4 cây. Còn cái loại to này thì 50, một cây thì nó to hơn nè. Đó, tất cả đều nhổ hết nha. Đó, cái hàng này thì nhổ hết. Đó là HO. Tiếp theo là em có cây năm cánh trắng Long Hoàng nha các bác. Cây này một bông cũng rất là đẹp, mỗi màu nhưng mà bay bầu, với lại được cái đôi mắt rất hồng, rất là đậm, cực kỳ là đậm luôn. Cây khỏe mà giá thì cũng rất là êm. Rồi em đi vô chi tiết từng cây nha. Cây số 1 này, cây nhỏ nhỏ này. Đâu rồi? Quay đâu rồi? Đây. Cầm cái video xem này nó mờ, nhiều khi cũng không thấy rõ. Đây, số 1 này, 100.000 nha. Số 1 100. Bây giờ nói chung thật là các bác mua lan rất là dễ thôi. Cái 100.000 là mình đã có kỳ chơi năm cánh trắng, nhiều mọc bông, phong phú đa dạng. Kỳ này hình như nó bị lỗi ngọn, lỗi lá gì, lá nó rụt rụt nên nhìn cũng hay hay nha. Đấy, 100.000 nha. Rồi, kỳ số 2 này. Đây, kỳ số 2 này, 150 á, số 2 150. Số 3 150. Số 4 150. Đấy, 450. Ba cây này thì bằng nhau đó, nên là mọi người cứ loại cây 150 thôi. Do em cũng không đánh số nữa. Đó thì đấy nó bằng nhau hết mà, cứ lấy loại 150 thì cũng được. Rồi, loại này thì 108 nha. Đấy, loại 108 thì em có hai cây này. Đó, hai cây này là 108 này, cây 52 hết á. Đó, cái riêng cái này là cây 52 này. Lá ngọn nó thì hơi hư hư xấu xấu rồi, bù lại nó là cây 52. Cây này cũng 108 nha. Đó, cây này 108. Rồi, tiếp tục ba cây. Ba cây này thì giá là 250 nha, hai cây, hai cây đi. Đó, hai cây này là loại to 250. Cây già 40 sen nha các bác, 40 sen. Đây, 40 sen. Lá kiểu dòng lá nhựa nha, thân vàng óng rất là đẹp luôn, lá nhựa thân vàng. Đó, cây này 250 nè, cái loại già 40 sen. Loại thứ tiếp theo là loại này thì em bán là 300.000 đi. Đấy, 300.000. Cây này già phải 50 sen, to đẹp chưa? 300 này. Đó, cây này siêu to đẹp luôn. Đấy, cây này 300. Trên này là nó có cái này em cũng tính 300 luôn. Bởi vì cây này là cây đôi này, cây 52 53 rồi. Nhưng mà cây này ngọn nó hư nó xấu nè thì tính 300. Đấy, hai cái cây này 300 nên là các bác thích lấy cây nào thì lấy nhá. Em mô tả rất là kỹ rồi. Rồi, hàng ấm chậu này, cây này ấm chậu này. Đó, cây này ấm chậu nha. À, 400. Ừ, cây ấm chậu là 400 một thân. Thôi tính 350 đi, cho nó có một thân mà. Ấm chậu 50.000 nữa đi, 350. Còn cái này là 500 nha. Cái này hai kỳ là 500 này, hai kỳ 500. Đó, về dành cho các bác mà thích kỳ ấm chậu rồi dễ trồng á thì là cái này nha, hai kỳ 500. Thì đó là cây năm cánh trắng Long Hòa. Long Hòa nha các bác. Này, Long Hòa. Đấy. Rồi. Tiếp theo là em có cây số hên nha mọi người. Đây, để số hên. Hôm nay em được 3 kỳ. 3 cây như thế này. Quên, 5 cây nhé, 5 cây. Cây rất là khỏe đẹp. Cây này là một trong những cây mũi trắng cũng rất là đình đám nổi tiếng á, bệt nhá. Bệt mũi trắng, 5 cánh ám, 5 cánh ám nha mọi người. Rất là đẹp, không phải xấu đâu. Rồi, cây số 1 này, cây số 1 này. Đó, cây này. Đó, cây số 1 này. À, 350. Số 2 này, tương tự 350. Số 2 này 350. Số 3 này. Số 3 này 350 luôn. Số 3 là cây lắc nha, cây lắc mà cây lớn. Đấy, cây số 3 này 350. Số 4, số 4 này 400. Đây, số 4 400. Và số 5 này cũng là 400 luôn.
À, số 5 400 thì mấy cây này nó đứng ngọn rồi nhá. À, mấy cái loại này thì đứng ngọn rồi, 5 400 thì nó đứng ngọn hết rồi. À, 400 400 hai cây 400 thì đẹp, còn mấy cây 350 thì nó lại đang đi ngọn nữa, nó bé bé như này nha. À, số hên bên này em có tới lịch hỏa lớn nhá, 500 cây. À, cái chậu này trồng vô là gửi nguyên ở chậu nha, 500 nhá mọi người. Cây nó dài tầm 10 sen nhá. Đó, cây dài tầm 10 sen, 500 một cây. Đó, còn cỡ 5 chậu này, tới lịch hỏa nha. Cũng là cây bệt mũi trắng luôn. Bên này là cây củ chi thì 150 chậu nhá, 150 chậu. Cái này thì em trồng lại từ cái bụi to nhổ ra đó. Đó, 150. Đây 150 một chậu. Chậu to này thì 300 nhé khách. Chậu to này nó dài 40 sen nè, thì tính là 300 thôi. Đấy, chậu to này là 300. Rồi, thì đó là củ chi. À, còn bên này là cây bầu di quý nhá, bầu di quý nhổ chi nhá, 100.000 một kỳ. Cây tầm 10 sen nhé khách, nhổ. Đây, rễ nó cũng xanh đẹp lắm, cái này nhổ hết 100.000 kỳ. Đấy, 100.000 một kỳ. Em còn cỡ tầm 5 kỳ nha. Đó, 100.000 một kỳ. Đây là vũ hạt tím nha, mỗi chậu là 100, chậu số 1 100 nè, số 2 100, số 3 100 nè. Đây là ba chậu bé. Đấy, vũ hạt tím. Hàng lớn thì 300.000 một thân. Cái này nhổ chậu hết nha, 300.000. Nguyên chậu thì là 400. Đây, nguyên chậu này đóng lâu thì đóng là 400. Đó, thì các bác thấy chậu lớn này thì nó có một thân già nè, với một thân tơ. Mỗi thân tơ thì dài cũng 40 sen hết rồi, 3-40 sen. Đó, chậu số 1 này 300, chậu số 2 là 400, số 2 400 nha, 2 400, nhổ thì còn 350. Đó, và chậu số 3 tương tự cũng là 300, 300 nhổ, còn đóng nguyên thì là 400. Đó, cái này thì do nó có nhiều kỳ nên là em trừ 50.000 thôi. Đó, đây nha, chậu này, chậu lớn này. Đó, vũ hạt tím. Tiếp tục với hồng thiên lôi nha mọi người. Vẫn là 350. Size lớn này là 350 một chậu nha. Đó, size lớn. Mồng gốc dài trên 10 sen này, với 350. Cây 52 hết á. Đều là mồng gốc 52 nha. Đó, 350 này, 350. Đó, còn mấy bán nào mà lấy chậu mà nó lên hai mồng gốc như thế này thì vẫn là 400 nha. Hai mồng gốc là 400. Mấy hồi em vẫn bán đó. Đó, cây này là 350 này. Size này 350. Đây, còn size mà hai mồng gốc nè. Size hai mồng gốc như thế này này là 400 nha. Đó, size hai mồng gốc là 400. Đấy, hai mồng gốc nè, 400. Thì đấy là hồng thiên lôi nha mọi người. Đó, K1 á, cây rất là đẹp. Bệt linh giang thì em vẫn có nhiều nha. Hôm nay bác nào mà lấy thì em cắt thôi nha. Chứ em chưa có thời gian cắt ra để trồng nên là em tạm thời vẫn để nguyên trên đây. Cây 10 sen nha, 100.000. Cây 10 sen là 100 nha. Cây 15 sen là 200. Cây 15 sen là 200. Đây, cây tầm 15 sen là những cây này nè. Đó, những cây như này. Cây tầm 15 sen như này nè là 200. 15 sen là 200. Và cây 30 sen. Đấy, cây 30 sen là cây siêu lớn như này, giá là 300 nha. Đó, cây 30 sen là 300. Đây, cây này rất là nhiều đó. Đó, cây 30 sen này, như cỡ này nè, 30 sen này là 300.000 nhá. Đấy, thì cây này là bệt linh giang, bệt cũng rất là đậm, lưỡi tròn mà thân lá cũng rất là đẹp, kiểu lá dài đẹp nha. Rồi, đó là bệt linh giang nha khách.